Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có tin ông Vượng Vin rút chân chuẩn bị bỏ chạy nhưng đã bị túm cổ áo lôi lại. Trong bối cảnh chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đang bị tin đồn cấm xuất cảnh bủa vây và được Bộ Công an ra tay chặn tin đồn thì xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Phía chính quyền thì một mực bác bỏ chuyện cấm ông Vượng, qua đó gián tiếp cho biết ông Vượng không có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, ở một luồng dư luận khác thì lại cho rằng ông Vượng đang có ý định chạy nhưng bị chính quyền níu áo không cho chạy. Vậy thực hư ra sao? Luồng ý kiến theo định hướng nhà cầm quyền thì ai cũng rõ. Thời báo chấm D không cần đào sâu làm gì. Quan trọng là luồng ý kiến còn lại xem ra cũng có cơ sở chứ không phải là không có. Cũng cần đưa ra để cho khán thính giả biết rõ hơn về nội dung trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi quyền lực tha hóa và đang đấu đá như thế nào. Đây là hình ảnh tin đồn này xuất hiện nhiều ngày trước đây. Được biết, ông Vượng Vin trước nay làm ăn quan hệ với chính phủ rất tốt đẹp dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng lẫn thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Tới đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cả lứa chính phủ cũ đi sạch, còn mỗi ông Vũ Đức Đam ngồi lại, mà thực quyền của ông Vũ Đức Đam thì không hề lớn. Hiện nay, theo chúng tôi được biết, chính phủ mới và ông Vượng dường như chưa tìm được tiếng nói chung. Ông Vượng chuyển bớt ít vốn ra nước ngoài có việc mua lại cổ phần VinFast Việt Nam. Chính phủ mới cho rằng ông Phạm Nhật Vượng bất hợp tác và muốn ra tay với ông Vượng để ngăn chặn đà chuyển tiền ra nước ngoài này. Cũng có tin Bộ Công an thực hiện yêu cầu của chính phủ ra lệnh ngừng cấm xuất cảnh với ông Phạm Nhật Vượng, rồi Công an lại tung tin đồn ra ngoài gây náo loạn xã hội. Ông Vượng đành mở két sắt bung tiền nuôi Công an với một khoản tiền chưa được tiết lộ. Tuy nhiên có tin là đến hàng trăm triệu euro. Với lượng tiền như nước bơm gấp như vậy, Bộ Công an liền diễn kịch bắt kẻ tung tin để cứu cho VinGroup và ông Vượng đà lao dốc tài chính. Tuy nhiên đây chỉ là mới là thỏa thuận chớp nhoáng, chưa là thỏa thuận chặt chẽ lâu dài. Về khía cạnh đầu tư thì hành động của ông Vượng gần đây cho thấy ông muốn rút khỏi dự án ở Cam Ranh để tháo chạy. Đây là dấu hiệu mà giới quan sát đưa ra, không phải là thông tin chính thức từ phía doanh nghiệp hay báo chí nhà nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng và quyết định rút khỏi dự án Cam Ranh. Được biết vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Nguyễn Tuấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra công văn số 1889 thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3439 vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Nội dung của quyết định số 3434 là thông báo hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Cam Ranh. Dự án khu đô thị Cam Ranh có tổng diện tích lên tới 11.500 ha, tổng đầu tư dự kiến lên tới gần 21.000 tỷ đồng. Liên doanh nhà đầu tư là công ty cổ phần Vinhomes và là đơn vị duy nhất đáp ứng hồ sơ, năng lực, kinh nghiệm. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh vẫn hồ hởi tổ chức lấy ý kiến về đồ án, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị Vịnh Cam Ranh. Nhưng chỉ 4 ngày sau, tức là ngày 22 tháng 6 năm 2022, liên doanh Vinhomes đã đánh một công văn số 202/2002 xin rút hồ sơ thẩm định. Tức là bỏ chạy mà không có nó lý do bỏ chạy. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa ra đề nghị. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thu hồi. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, chỉ Thanh Niên và báo Việt Nam mới đưa tin về vụ việc. Nhưng rất nhanh chóng, tổng biên tập dường như dưới sức ép của ông Phạm Nhật Vượng đã chỉ đạo cả hai báo này rút bài. Đấy là những gì đang diễn ra phía sau. Vậy nên chuyện Bộ Công an có ý định giam lỏng ông Vượng không phải là không có cơ sở. Sự thật thế nào thì chúng ta phải chờ thêm thời gian thì mới có thể khẳng định những gì người Việt Nam nhìn thấy so với sự thật ẩn đằng sau nó, đôi khi khác nhau rất xa. Đây là hình ảnh Công an vừa là lực lượng bảo vệ, vừa là lực lượng quản thúc ông Vượng. Hầu hết những thông tin trên báo chí nhà nước là những gì chính quyền muốn cho người dân được biết, chứ chưa chắc là sự thật.
Mối quan hệ giữa quyền và tiền trong xã hội Việt Nam rất rắc rối, đặc biệt là thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản. Không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin cho khai tử sớm xe lửa. Còn dư ngàn chiếc, ai muốn hốt họa về nhà hay không? Hồi tháng riêng, đại diện của VinFast thông tin cho biết họ sẽ dừng sản xuất ô tô chạy xăng từ cuối năm 2022, trong đó có các dòng xe như Fadi, Lux A2.0 và Lux SA2.0, v.v. và sẽ đi vào dĩ vãng như loại xe sớm nở, chóng tàn. Sau gần 3 năm kể từ khi những chiếc ô tô đầu tiên của VinFast ra đời mở bán tại Việt Nam, giờ đây hãng xe cho khai tử nó không thương tiếc. Nguyên nhân được phía VinFast cho là dừng để sản xuất xe điện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xe xăng của VinFast quá mất uy tín, doanh số giảm nên dẹp đi để cắt lỗ. Có người còn dẫn chứng hãng xe Porsche của Đức vẫn bán song song xe điện và xe xăng không có vấn đề gì. Tại sao VinFast lại khai tử xe xăng nhanh đến vậy? Đây là hình ảnh VinFast dự tính cuối năm khai tử xe xăng. Từ khi chiếc xe VinFast Lux SA2.0 cháy thiêu chết tài xế trên đường D Trung ương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, lại thêm một lần nữa khách hàng nản lòng với loại xe này. Hiện nay VinFast đã dùng hơn 1.000 chiếc xe ế để xếp thành hình bản đồ Việt Nam cho thấy xe này không còn hy vọng để tống khứ hết cho được. Theo dự tính là đến cuối năm nay VinFast xăng sẽ ngừng sản xuất, nhưng xem ra ông Vượng bất đắc dĩ phải khai tử sớm loại xe nguy hiểm này. Vừa rồi VinFast lại cho hạ giá khủng khiếp cho đến 600 triệu đồng cho mỗi chiếc xe Lux SA2.0, nhưng xem ra không ăn thua nên hiện nay hãng cho ngừng bán hai loại xe xăng. Số lượng xe Lux 2.0 và SA2.0 đến tay khách hàng trong tháng 6 năm 2022 được hãng cho biết không cao như kỳ vọng. Từ đầu tháng 7 năm 2022, VinFast đã chính thức dừng nhận đặt đơn hàng hai mẫu xe này. Những đơn hàng đã nhận sẽ được VinFast bàn giao trong thời gian tới trước khi chính thức đóng dây chuyền sản xuất xe xăng. Một khách hàng quay video mô tả các lỗi trên xe VinFast Lux A2.0. VinFast liền tố cáo lên công an để mời người này lên làm việc. Hồi cuối tháng 4 năm 2021, ông Trần Văn Hoàng đăng một video dài gần 30 phút liệt kê hàng loạt lỗi trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 mà ông mới mua và đi được khoảng 8.000 km. Video được đăng tải trên kênh YouTube Google TV với hơn 455.000 người đăng ký. Kênh do ông Hoàng sở hữu đã thu hút nhiều lượt xem, tạo ra tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ VinFast và những người còn lại. Đây là hình ảnh khai tử xe xăng sớm nửa năm. Trong video, ông Hoàng nhấn mạnh rằng những lỗi mà ông phản ánh chỉ liên quan đến chiếc xe cụ thể của ông. Các xe khác của VinFast thế nào, ông không có ý kiến. Các lỗi mà ông Hoàng liệt kê khá cụ thể, liên quan đến nhiều thứ như cần gạt mưa, cảm biến áp suất lốp xe, đèn báo rẽ, sạc không dây, kiểm soát hành trình, bình xăng, v.v. Trong video của mình, ông Hoàng trình bày rất chi tiết về những điều mà ông cho là lỗi với hình ảnh cụ thể. Ông cũng nói đã đem xe tới hãng khắc phục tới 10 lần nhưng vẫn không hết lỗi. Điều đang nói là VinFast đã báo cáo công an xử lý chủ nhân của chiếc xe VinFast mà không hề lắng nghe họ. Cách hành xử của VinFast cho thấy họ có thái độ giống như mafia với khách hàng chứ không hề chịu lắng nghe như các hãng khác. Với hành xử như vậy của hãng xe đối với chủ nhân của chiếc xe VinFast thì họ đã không lắng nghe và đã xảy ra thảm cảnh là cháy bùng thiêu sống tài xế trong thời gian vừa qua vì lỗi. Đây là hình ảnh có ai muốn mang bom lửa về nhà nữa hay không? Người Việt Nam thì sẵn sàng mua xe thương hiệu Việt với điều kiện là xe phải an toàn, hãng phải đối xử tử tế với khách hàng như những hãng xe lớn khác. Còn vừa đối xử bất công với khách hàng, vừa bán sản phẩm kém chất lượng, lại đem khách hàng ra công an để dọa nạt, thì khách hàng nên cân nhắc. Lòng yêu nước có nhiều cách, không phải cứ nhắm mắt mua hàng hóa Việt Nam là yêu nước. Để được khách hàng chân chính thì trước hết hãng xe phải hành xử tử tế. Đằng này họ cho bán những chiếc xe mất an toàn, chưa được kiểm nghiệm cẩn thận, rồi đem bỏ mặc không chịu trách nhiệm. Vậy nên trong thời gian tới đây, khách hàng sẽ ngày một kỹ hơn
đối với dòng xe VinFast. Xe VinFast ra đời chưa được 5 năm mà đã khai tử, điều đó chứng tỏ chất lượng của nó không đạt. Nên bỏ tiền tỷ mua ra là lãng phí. Bên cạnh đó, lo ngay ngáy bất cứ lúc nào nó có thể bốc lửa, thiêu chết người lái và gia đình của họ.